Sắc xuân hồng trong nét áo dài của tuổi thơ sẽ là phần mở đầu chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Mùa xuân, vạn vật căng tràn nhựa sống. Đó cũng là lúc mọi sự sáng tạo nghệ thuật của con người như bừng nở sắc xuân. Với các nhà thiết kế thời trang, đặc biệt là các nhà thiết kế trang phục dành cho tuổi thơ, Tết đến xuân về cũng là lúc ai cũng mong muốn có thể gửi gắm sự sáng tạo của mình trong những bộ sưu tập mang hương sắc xuân rực rỡ. Đó cũng là cách để các nhà thiết kế trẻ ngày nay vừa tôn vinh được bao nét đẹp tinh hoa trên những chiếc áo dài đậm đà bản sắc dân tộc Việt, vừa có thể sáng tạo để làm sao mang đến cho thiếu nhi thủ đô những bộ trang phục xuân gần gũi, dễ thương, hấp dẫn. Tết cổ truyền là một dịp lễ rất là đặc biệt của người Việt Nam chúng ta, và việc mặc áo dài trong những ngày Tết thì cũng đã trở thành một nét văn hóa vô cùng đẹp. Chính vì thế mà trong những năm gần đây chúng ta có thể thấy là có rất nhiều thương hiệu họ đã thiết kế áo dài với rất nhiều phong cách khác nhau, không chỉ cho người lớn mà những em bé nhỏ cũng được rất là quan tâm. Năm nay là năm Canh Tý, vì vậy chúng tôi đã có một ý tưởng rất là sáng tạo và dễ thương là đưa hình ảnh chú chuột lên trên tà áo dài cho các bé. Chúng tôi sử dụng một cái nghệ thuật rất là đặc biệt trong may mặc, đó là nghệ thuật quilting, là chắp vá những miếng vải vụn để tạo thành hình. Tất cả những hình chuột trên tà áo dài của các con là đều được chắp vá từ những miếng vải vụn, sau đó được thêu viền chi tiết lại, tạo ra hình ảnh những chú chuột vừa dễ thương, vừa đáng yêu mà gửi gắm trong đó. Chúng tôi muốn là các con trong ngày dịp Tết Canh Tý diện áo dài chuột sẽ mang lại thật nhiều may mắn. Mùa xuân này ta cùng chúc cho nhau bao niềm vui và tình yêu an lành, khắp muôn nơi ai cũng được no ấm, nhà nhà vui nơi cũng đón Tết xuân. Chúc ông bà đi giàu sức khỏe, chúc ba mẹ sẽ luôn luôn yên vui, các em vui sẽ luôn luôn no ấm, cùng nhau chúc tất cả. Chính sự tinh tế trong họa tiết, khéo léo tạo hình con chuột gần gũi, dễ thương trên tà áo dài cách tân. Do vậy, không chỉ người lớn mà ngay cả trẻ con cũng dễ bị hấp dẫn với bộ sưu tập Tý Việt đón xuân. Ngoài ra, các nhà thiết kế cũng cố gắng để làm sao khi mặc các bộ trang phục vừa truyền thống vừa hiện đại này, con trẻ sẽ không chỉ thấy sự thoải mái, tự tin, đáng yêu, mà quan trọng hơn cả đó là các giá trị tinh hoa trên chiếc tà áo dài mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc vẫn luôn được hiện hữu trong những ngày quan trọng của đất nước, mà trong đó không thể thiếu được ngày Tết cổ truyền của dân tộc, ngày Tết của người dân Việt Nam.